Xin chào anh em đang xem video của Bokopi Channel. Thì ngày hôm nay thì mình mở về thêm một số loại cá nữa. Mình sẽ quay cho anh em xem có full con size lớn rất là đẹp luôn. Rồi tin vui cho anh em nữa là trên Shopee hiện tại mình sẽ bán một số loại cá thủy sinh. Nên anh em có thể mua trên đó luôn. Thì mơ ước của nhiều anh em. Thì mình sẽ bán nay ong ở trên đó, cá nay ong. Hiện tại thì một số chạy cá và một số cá không nhập về được, cho nên lượng cá thủy sinh hiện tại bên shop mình cũng khá là khan hiếm. Thì mình bán nay ong trước đi, có gì bán đó nha. Nay ong và Octo mình sẽ bán được trên Shopee cho anh em. Octo hiện tại đang rất là hiếm, anh em là chơi thủy sinh nếu mà mua Octo thì tranh thủ mua đi. Hiện tại mà một số cá như là Octo á, Việt Nam chưa có sản xuất được, và nguồn gốc đa số là xuất phát từ Trung Quốc, mà hiện tại là Trung Quốc đang bị dịch cho nên chúng ta không giao thương được. Octo hiện tại mình mới săn được cỡ khoảng 600 con. Thì anh em nào cần có thể qua shop mình mua, còn muốn mua thì có thể đặt Shopee. Giá anh em mua từ 2 con trở lên là 30k một con. Đang giá rất là bình ổn, nhưng mà sau này hàng nó sẽ hiếm từ từ và giá nó sẽ tăng, thì hiện tại không có nhập được nữa. Thông báo trước cho anh em luôn để mất công mốt anh em nói mình bán bữa bán giá này giờ tăng giá, thì thực sự là nhu cầu thị trường nó như vậy đó. Và một cái nữa là ATM ống mình đã về rồi, vẫn giữ cho anh em 10k một ống, nhưng theo tình hình hiện tại thì sau này sẽ tăng lên bởi vì giá ATM tăng rất là cao. ATM bên mình xài rồi cũng là ATM nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, hiện tại không có nhập được nữa nên sẽ không có nguyên liệu để ấp ATM làm ATM đông lạnh cho anh em nữa. Hiện tại là giờ em giữ nguyên cho anh em 10.000 một ống, cho nên anh em mua thì có thể mua nhiều và tranh thủ giữ và chữ đi. Tại vì cái ATM ống này mình có thể bỏ tủ lạnh và mình giữ, mình xài thoải mái, mà hạn sử dụng của nó nếu mình đã test thử là cỡ khoảng 6 tháng trong tủ lạnh vẫn xài ok, cá vẫn ăn bình thường. Còn em mà để lâu hơn nữa chắc vẫn được đó, tại vì hàng đông lạnh nói chung là nó ăn vẫn bình thường, mình đã xài rồi. Thì anh em nếu mà có cái tủ lạnh thì mua về chữ đi, tại vì nếu mà hàng cái này nó ATM tăng giá quá thì mình cũng không thể sản xuất ATM đông lạnh được nữa. Rồi như vậy nha, cơ bản là mình thông báo số thông tin cho anh em như vậy để anh em biết mà nắm bắt. Rồi mới về đồng xanh Indo rất là đẹp luôn, sale cho anh em luôn nè. Ok rồi anh em. Các loại phụ kiện đó anh em muốn mua thì người ta trên Shopee mình vẫn có bán, đường link Shopee mình để phía dưới. Còn nếu anh em nào không thấy đường link này có thể search Bokopi Bách Hóa, hoặc shop Bokopi thôi chắc cũng sẽ ra rồi. Bokopi Bách Hóa sẽ ra shop phụ kiện. Còn shop đặt shop mà đặt ship code cá bảy màu, các loại cá thì anh em search giúp mình là Bokopi Awa. Thì hiện tại Beta lên cũng rất là nhiều loại đẹp. Nemo máy lên rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Máy Nemo này nếu thị trường thì mình đánh giá tầm khoảng 150-200 một con, thiệt luôn. Thì anh em này mình sẽ sell đợt này xuống, còn đồng giá là cho anh em giá hồi mình quay clip mình báo cho anh em đó. Và trên Shopee mình có để Beta Nemo máy luôn. Hiện tại mấy loại máy kia thì có một số dòng mình độc quyền cho nên không có bán máy, đa số là máy Nemo là có bán cho anh em nha. Máy Nemo, Nemo Galaxy luôn. Giá thị trường những con đó là 150-200. Thì mình sẽ sell nhanh cho anh em. Bài này rất là đẹp luôn, bài máy Nemo cực kỳ đẹp. Giá Beta lô này mình vẫn giữ giá khuyến mãi như hai video trước mình đã đăng cho anh em xem. Hấp môn và coi hấp môn rất đẹp. Tiếp theo có gì nữa ta? Các loại cá thì hôm nay mình sẽ sell mạnh một dòng full gold, full vảy, tay bơi lên màu. Dòng xanh Indo, dòng xanh Indo hoa văn đẹp luôn. Rồi nhắc lại cho anh em biết là shop mình tại số 936 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, Hồ Chí Minh. Đó, một vùng trời sáng, sáng trưng và sau lưng chúng ta là cái shop của mình. Mình mới cải thiện cái dàn đèn đúng không, nhìn sáng nó chói lòa luôn. Và tiếp theo đây nữa là đây, đó, chúng ta có cái gương mà sao xịn không, xịn. Gì nữa ta, nha, đây mua cá thì bên mình có ship, anh em đặt hàng bên mình ship toàn quốc, với điều kiện anh em chuyển khoản trước thì bên mình sẽ có bảo hành cho anh em. Còn nếu như anh em muốn đặt trên Shopee thì giao hàng để nhận tiền, nhưng anh em đặt trên Shopee bên mình sẽ không bảo hành vận chuyển cho anh em. Và những đơn hàng đặt trên Shopee, nếu như mà anh em đặt hàng thì cố gắng liên lạc và nhận hàng giúp mình nhanh nhất để cá được ok an toàn nhất.
một hai con cá không có đáng gì nhưng mà chết rất là tội nghiệp chúng nó. Giao hàng cho Shopee thì nó mạo hiểm hơn đó. Thì đó, tính chất của hai giao hàng Shopee nó như vậy rồi, chứ anh em mà đặt hàng Shopee và cá cái chục chạy vấn đề gì anh chắc mình cũng chịu thôi, mình đâu có giải quyết vấn đề gì đâu. Giải quyết vấn đề như vậy, vấn đề của mình đó chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi vậy nha, đây là máy Nemo Galaxy, đợt này lên rất là đẹp luôn, đang căng chứng luôn, màu lên rất là đậm tất cả là máy nha anh em. Đó thì mình sẽ khuyến mãi cho Shopee cái lô máy này là 50k một con luôn, những con nào lên Galaxy thì là 69k. Rất là đẹp nha, máy mà lên màu cỡ này là nên biết nguồn gen tốt cỡ nào đó, máy lên full như trống luôn đó. Rất đẹp luôn, một lô này chỉ cần nguyên một bầy này chỉ cần khoảng 200 con máy à. Mình quay tượng trưng cho anh em xem tất cả con nào đều lên màu rất là đẹp như vậy đó. Mình sắp ship Shopee cho anh em luôn nha, vô phần beta đó anh em chọn máy demo giúp mình, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo giới thiệu với anh em đây là rồng xanh Indo. Mình sẽ khuyến mãi cái hàng này còn 100k một cặp, và đối trên đi anh em mua hàng cho Shopee sẽ rẻ hơn luôn, rẻ hơn 100k. Anh em cần giá Shopee xem cho đó là rồng xanh Indo đó, anh em hãy xem size cá so với ngón tay của mình, hoa văn họa tiết rất là đẹp, đuôi và vây rất là tốt luôn đó, xanh Indo nha, rồng xanh Indo. Đợt này lên giá rất là mềm luôn, chỉ 100k một cặp, anh em đặt hàng với Shopee được giá ưu đãi hơn nữa. Rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo đây là mình có full gold. Full gold cái hàng này là full gold hàng không ri bông, máy full vẫy và có màu tai bơi. Có màu thôi chứ được chưa được gọi là full màu tai bơi nha mọi người. Đó thì hàng này mình sẽ thay vào là cái phần guppy gold của chúng ta ngày hôm nay. Đợt gold này mình sẽ bán khuyến mãi với giá, đây là gold full vẫy đó, cá rất tốt để làm giống nha, size lớn luôn. Thì hàng này 300k một cặp, nay mình sẽ khuyến mãi nhẹ nhàng còn 100k một cặp đó, và trên Shopee sẽ giá mềm hơn nữa. Anh em là hết ưng thì có thể đặt hàng ngay bây giờ. Đó, full vẫy hết nha mọi người. Phần tai bơi có màu. Tuy điều kiện anh em nuôi thì phần tai bơi sẽ lên màu nữa. Đó, có những con nó lên màu rất là đậm đây nè. Đó, thấy không? Đó, màu tai bơi rất là đậm. Đây, tất cả anh quay đây là máy nha. Full vẫy hết, rất là đẹp luôn. Này, đây đang quay buổi tối, nó quay ngoài nắng thì sẽ đẹp hơn nữa. Sẽ vàng hơn, vàng tự nhiên hơn. Đây là quay bằng đèn cho anh em thấy cái lớp vảy trên lưng của nó full hết đó. Rồi giảm mạnh còn 100k một cặp nha, trên Shopee có luôn sẽ giá mềm hơn. Rồi tiếp theo đây nữa là cũng là bộ gold đó, full vảy hết, máy cũng lên tay bơi luôn. Hàng này mình bán là 100k một cặp, nhưng đợt này lên cá size hơi nhỏ. Sao nhỏ mình sẽ khuyến mãi mạnh luôn cho anh em là giảm còn 40k một cặp thôi, và giá còn mềm hơn đối với các anh em mua hàng trên Shopee. Mình xin nhắc lại full gold này, máy lên vẫy đó, có màu thay bơi, giá bình thường 100k một cặp nên sẽ giảm còn 40k một cặp đối với anh em mua trực tiếp tại shop. Size hơi nhỏ nha nhưng mà màu rất là ok đã, mua trên Shopee thì giá sẽ mềm hơn nữa. Với cái tên là full gold event đó thì anh em vào tìm kiếm giúp mình cái tên này, 40k cặp tại shop nha, trên Shopee thì có giá, trên Shopee giá mềm hơn xíu. Rồi tiếp theo đây trước mặt chúng ta là dòng Dumbo Santa, cái này là cái bổn màu mới đó, rất là tươi anh em, tươi hơn cái bổn màu cũ, tay bơ trắng, mình trắng lớp lên trên đầu trắng à, nhìn rất là đẹp luôn, không rất là tươi nè à, quá đẹp. Cái này là mình sẽ sell off cho anh em luôn và sẽ đăng trên Shopee cho anh em luôn. Hàng hiện tại thì chỉ có hàng rebound thôi, hàng thường thì không có hàng. Đó, xe rebound trước, rất là đẹp nha anh em.
và đợt này mình sẽ giảm 50%, 300 sẽ giảm còn 150, 150 một cặp như này. Combo Samba quá đẹp luôn. Cái bổn này thì màu nó tươi hơn, với là cái bổn đợt trước mình bán màu sắc đỏ với trắng rõ ràng hơn. Màu trắng với đỏ rõ ràng hơn, màu đỏ này sắc nét hơn. Rồi 150 một cặp. Ở đây có hàng Full Red Bedosa sale với còn 120k một cặp. Chống đồ vây rất ok, đang tơ đang còn bung rất dữ, đây là máy. Cạnh ở đây là mình có mới về cái này, nó chính là cái thằng anh em đoán là dùng gì nhỉ? Đây là Lutobass. Lutobass thì dính đỏ thì mình sẽ sale mạnh cho anh em cái dòng này luôn. Rất là đẹp anh em, nhìn miếng đỏ rất là đẹp nha. 20k một con. 20k một con. Bên đây là đồng đỏ Indo luôn, cũng 20k một con. Đó anh em nào thích chơi về sưu tầm thì quốc hai dòng này chỉ có 20k một con, cá cực kỳ đẹp luôn. Bên đây là mình có Wilcoin. Đó Wilcoin Sandy Bong. Thì hàng này mình sale nhanh còn 50k một cặp thôi Wilcoin luôn. 50k một cặp Wilcoin. Nói chung là cá rất là ok, rất là nhiều nên phải có lựa chọn. Hàng này thì nếu anh em thích về ghép lẻ có máy á, thì mình sẽ ghép cho anh em với máy của thằng Abino HP Rod. Thì mình sẽ khuyến mãi luôn cho anh em là máy của nó là 20k một con luôn. Nhưng mà máy khác nha, chứ không phải là máy của Tobas nha. Đó, mà vẫn sẽ đẻ ra đỏ như vậy, 20k một con luôn. Anh em thích máy dòng này thì quốc luôn, 20k một con. Rồi tiếp theo ở đây là mình có là Lutobass Ribbon tại bờ bướm. Hiện tại đây thì mình có hai cặp. Đâu coi có hai cặp hàng VIP là 500k một cặp. Còn mấy cặp kia mình sẽ giảm còn 300. Chỉ có hai cặp thôi nha. Đây. Chói quá là em thông cảm nha. Đó. Chống tại bờ đẹp nè. Máy tại bờ bướm toàn bộ. Chống rất là đẹp luôn. Chung giờ mình không có thời gian quay sơ anh em xem thôi. Ở cũng cá này cũng không nhớ. Chống rất là đẹp nè anh em. Cặp đó là 500k một cặp thì chỉ có hai cặp thôi. Cặp ở đây. Đó. Máy sẽ ưu tiên dụ anh em những con fin đẹp. Đây đều là tay bơ bướm và sắc fin hết. Hàng thường là 300k, hàng đẹp chỉ duy nhất hai cặp 500k. Đó, số lượng có hạn nha. Tay bơ bướm này giá thị trường 600-700-900 cũng có. Đây là cho anh em xem máy. Đó, con máy anh em để cái tay bơ rất là dài. Đó, tay bơ dài đụng đuôi luôn. Đó, anh em thấy không, tay bơ rất là dài. Đó, vậy rõ nè. Đó, mình quay rõ nhất có thể rồi nha. Tay bơ bướm rất là dài luôn. 300k một cặp. Hai cặp tiễn anh em là ưng, thấy ưng mắt thì chốt lẻ mình hay hai cặp tiễn rất là đẹp luôn. Đó là hết hàng là không có nữa đâu. Lâu lâu mới ra được cặp này. Đây. Dạ bạn sáng cho lá của tôi. Đó. Rồi, hết bài. Chỉ có hai cặp như vậy thôi nha. Rồi, tiếp theo. Rồi trước mặt chúng ta là full gold, hàng full vẫy và lên tay bơi. Tất cả mình quay đây là máy cho anh em xem. Nói chung full gold rồi mình đã nói về chất lượng á, thì giữa hàng đẹp với hàng thường nó khác nhau con máy là nhiều rồi. Đó là phải không, vẫy full hết. Đang quay không dùng đèn, dùng ánh sáng nắng trực tiếp. Đó. Đây. Đó, rất là đẹp. Mình chỉnh nó bớt sáng lại cái. Chói quá. Full hết vậy nha anh em. Đây, máy rất là đẹp luôn. Thì tùy do điều kiện máy này máy lên tay bơi thôi. Đó. Nếu mà anh em nuôi ok thì sẽ lên vậy rất là đẹp như vậy, thấy chưa? Rồi thêm chất lượng nước và ánh sáng nữa thì cái tay bơi sẽ lên dày màu hơn. Tùy giờ từng anh em điều kiện khác nhau. Thì hàng này mình sẽ khuyến mãi chỉ còn 100k một cặp thôi.
trên Shopee mình sẽ đăng cái hàng này luôn. Thì anh em click vào cái phần full gold đó, mình sẽ đặt tên là full gold ngày hôm nay ngày mấy á, ngày 3 tháng 2 hay này ngày 2 không ta? Ừ, full gold ngày 2 tháng 2. Mình sẽ gửi clip này cho anh em, gửi dòng này cho anh em. Đó, giá trên Shopee sẽ mềm hơn một xíu nha. Nhắc lại giá trên Shopee sẽ mềm hơn một xíu, cá rất là đẹp luôn. Đó, anh em thích thì qua shop mua. Giá đang sale còn 100k một cặp. Hàng này thì trên thị trường tầm khoảng 200 trở lên. Màu rất là tươi.